Chào mừng đến với bản tin online của chúng tôi ngày hôm nay. Ronaldo từ chối uống Coca-Cola, giá trị vốn hóa lập tức bốc hơi 4 tỷ đô la Mỹ. Khách sạn 4 sao đại hạ giá, giao bán 3 lần vẫn ế. Ronaldo từ chối uống Coca-Cola, giá trị vốn hóa lập tức bốc hơi 4 tỷ đô la Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn trước trận đấu Bồ Đào Nha gặp Hungary thuộc khuôn khổ Euro 2020, cầu thủ huyền thoại của bóng đá Bồ Đào Nha Ronaldo đã nhìn thấy hai chai nước ngọt Coca-Cola trên bàn và nhanh chóng yêu cầu loại bỏ chúng. Sau đó, cầu thủ này lấy một chai nước lọc ra và nói vào camera bằng tiếng Bồ Đào Nha, "Nước lọc thôi." Ngay lập tức, hành động này đã tác động không nhỏ đến Coca-Cola. Giá cổ phiếu Coca-Cola giảm tới 1,6% ngay sau khi hành động của Ronaldo được lan truyền. Theo Marca, giá trị vốn hóa của Coca-Cola giảm từ 242 tỷ đô la Mỹ xuống còn 238 tỷ đô la Mỹ trên thị trường chứng khoán. Giá cổ phiếu của Coca-Cola giao dịch ở mức 56,10 đô la Mỹ cổ phiếu khi thị trường mở cửa vào lúc 3 giờ chiều giờ châu Âu ngày 15 tháng 6. Chỉ 30 phút sau đó, khi Ronaldo xuất hiện trong phòng họp báo và có hành động trên, giá cổ phiếu Coca-Cola rớt xuống mức 55,22 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Coca-Cola hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về hành động của Cristiano Ronaldo. Trong khi đó, UEFA cũng chưa đưa ra quan điểm của mình. Ronaldo từng nhiều lần công khai bày tỏ việc anh rất ghét đồ uống có đường. Cầu thủ này coi trọng cơ thể và vấn đề thể chất. Trái ngược với Ronaldo, con trai anh lại cực kỳ thích tiêu thụ các sản phẩm nói trên. Khách sạn 4 sao đại hạ giá, giao bán 3 lần vẫn ế. Ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch bị thiệt hại nặng nề. Không ít chủ nhà hàng, khách sạn đã buộc phải giao bán đi đứa con cưng của mình để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, khi ngành du lịch chưa thể khởi sắc trở lại, những tin giao bán nhà hàng, khách sạn dù đã được giảm giá rất mạnh nhưng vẫn khó tìm được người mua mới. Tài sản gắn liền trên đất là tòa khách sạn 4 sao với 12 tầng gồm hơn 60 phòng có thời hạn sở hữu đến ngày 4 tháng 5 năm 2046. Khách sạn trên có tên Hemera Boutique Hotel chỉ mới chính thức hoạt động năm 2017, nằm gần bãi biển Mỹ An, Đà Nẵng. Người sở hữu tài sản là bà Bùi Thị Huệ và ông Lê Chí Nguyện. Như vậy, so với lần giao bán đầu tiên, giá khởi điểm đã giảm tới gần 26% bất chấp việc thời gian qua giá bất động sản, đất nền ở nhiều nơi đã tăng rất mạnh. Ngoài ra, BIDV cũng đang giao bán một khoản nợ lên tới cả nghìn tỷ đồng có tài sản đảm bảo là nhà hàng, trung tâm tiệc cưới. Theo giới thiệu, Crystal Palace có quy mô 2 tầng hầm, 8 tầng nổi và sân thượng gồm 4 phòng tiệc cưới sức chứa hơn 1.500 khách cùng 80 phòng khách sạn chuẩn 4 sao. Trung tâm này được khai trương vào tháng 10 năm 2015 và có thời hạn sử dụng đến năm 2058. Trước đó, trong năm 2019, Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Crystal Palace, thành phố Hồ Chí Minh được BIDV giao bán riêng lẻ theo hình thức đấu giá với giá khởi điểm là 535 tỷ đồng, rồi giảm xuống 356 tỷ đồng trong năm 2020 nhưng không thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sau.